Thưa quý vị, ngày hôm nay đồng loạt các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh, một phong trào đã ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2019. Phong trào đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Kiểm tra tại địa bàn huyện Phong Điền vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu của năm mới để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững. Tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ thống nhất cả phương án xử lý theo quy trình chống dịch Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra. Riêng với hệ thống các trường học, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ lưu ý việc thực hiện vệ sinh dịch tễ, phun thuốc khử trùng phải được thực hiện nghiêm túc. 100% trường học triển khai thực hiện sớm, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh cũng như người dân các khu vực dân cư. Khảo sát khu vực sông Âu Lâu, huyện Phong Điền và Cửa Lác, huyện Quảng Điền để xem xét khả năng hình thành trạm chim nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ sinh thái, xem xét các yếu tố pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học sông Âu Lâu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các sở ban ngành địa phương phục hồi và phát triển phân vùng Âu Lâu trở thành sân chim tiêu biểu của toàn quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý về định hướng đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội khu vực này. Trước mắt, các huyện Phong Điền và Quảng Điền khôi phục các tiểu dạng đầm lầy cổ lác, trồng rừng ngập mặn và trồng các loài cây bản địa để tạo khu ẩn trú cho các loài chim cư trú. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã cùng người dân các xã Ngũ Điền trồng 1.000 cây mưng tại khu vực hạ du sông Âu Lâu, xuống đồng thăm nông dân chăm sóc vụ đông xuân, kiểm tra tình hình sản xuất các hộ dân các làng nghề truyền thống đệm bàng phò trạch và một mì nghề mì xuyên. Tại những cơ sở này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định chủ trương nhất quán của Thừa Thiên Huế là tạo điều kiện tốt nhất cho các làng nghề duy trì và phát triển, kể cả hỗ trợ phát triển hạ tầng và tìm kiếm thị trường để bà con yên tâm sản xuất.